Đồ Gỗ Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là một bức tranh Vinh Quy Bái Tổ được khảm 100% ốc đỏ Singapore và trên nền chất liệu gỗ gụ. Vừa được bên cơ sở hoàn thiện xong phần giấy giáp Vecni thì cũng giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là một bức tranh mà được bên cơ sở khảm trai truyền thống Đồ Gỗ Hoàng Hải làm cho một anh khách là anh Trần Ngọc Sơn ở bên Hải Dương. Thì trước khi bàn giao cho anh Trần Ngọc Sơn thì bên cơ sở cũng xin quay lại một cái video ngắn để gửi đến quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức những tác phẩm mà bên cơ sở tạo tác lên. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ chất liệu gỗ gụ được khảm ốc đỏ 100%, có kích thước là 88 nhân 1m67, khung dày 10, rộng 10 và dày 5,5 phân, được đóng mộng. Và đặc biệt là với cái tấm ván này là dày 2,2 phân nhé quý vị nhé. Ván nguyên khối dày 2,2 phân. Đồ Gỗ Hải sẽ đi lại gần để quý vị cảm thấy sự sắc nét và chất ốc Singapore đỏ lửa vàng chanh xanh hoa lý. Những đường nét tinh xảo được bên cơ sở cắt đục tỉa và những người thợ lành nghề lâu năm thổi hồn vào. Quý vị cảm nhận thấy không ạ? Một bức tranh siêu VIP, tuy nhỏ nhưng có võ. Tất cả những đường diềm này cũng đều được bên cơ sở khảm ốc 100% hết nhé quý vị nhé. Và Đồ Gỗ Hoàng Hải sẽ khẳng định một câu chắc chắn luôn là bức tranh này không có cái gì ngoài ốc nha quý vị nhé, không pha tạp bất cứ một chất liệu nào ngoài ốc, trừ mỗi cái đường lọng này là bên cơ sở sẽ được sen lọng bằng chai đen thôi. Cái đường sen lọng này quý vị ạ, sen lọng li ti nhỏ như sợi tóc này thôi, còn đâu 100% là ốc đỏ Singapore. Bên ngoài vẫn được khảm những hạt trấu bốn góc, những được hạt trấu vào bên cạnh hạt trấu đến cây tư quý ở ngoài khung này, bên cơ sở cũng vẫn làm khảm đỏ này, quý vị nhìn thấy sắc màu rất là lên. Bốn góc trấu và giữa cũng vẫn đính hạt trấu rất tỉ mỉ, quý vị nhìn thấy thần thái của những quan văn quan võ này, quan Trạng Nguyên, ngựa anh đi trước võng nàng theo sau, Vinh Quy Vái Tổ về làng này. Xa xa đây là kinh thành, đoàn người đi từ kinh thành về quê này, đi qua một chiếc cầu rất là đẹp, cây đa giếng nước mái đình, cổng làng là dân làng đang ra đón quan về làng, không có gì tuyệt vời hơn quý vị ạ. Một bức tranh treo trong phòng khách hoặc phòng thờ của quý vị thì đây gọi là một kiệt tác. Bên lá cây được phối màu xanh rất đẹp mà quý vị. Quý vị nhìn xa cũng đã nhìn thấy lá cây. Hàng được phối màu cắt tỉa rất tỉ mỉ. Quý vị và các bạn nào quan tâm xin liên hệ với Đồ Gỗ Hải qua số là 0984368681 và 0946885162. Đồ Gỗ Hải có địa chỉ tại làng nghề khảm trai truyền thống thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Quý vị có thể liên lạc bên cơ sở để được sở hữu một tấm tranh tương tự hoặc một những sản phẩm mà bên cơ sở tạo tác đang sẵn có tại cơ sở, hoặc quý vị có thể đặt hàng. Đồ Gỗ Hải nhận đặt hàng và giao hàng trên toàn quốc nha quý vị nhé.
lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau.